Ở phần tiếp theo của chương trình như thường lệ sẽ là tiểu mục chuyện tối nay của ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, các hệ thống quan trắc chất lượng không khí liên tục đưa ra những cảnh báo về các chỉ số ô nhiễm của Hà Nội ở mức nguy hại cho sức khỏe. Hà Nội cũng luôn nằm trong top đầu các thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu với nồng độ bụi mịn PM2.5, cao gấp hàng chục lần giới hạn cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Chất lượng không khí ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe. Vậy chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, bản thân và gia đình trong giai đoạn thời tiết hiện nay? Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập đến trong tiểu mục chuyện tối nay với khách mời của chương trình là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam. Xin chào các bạn. Vâng ạ, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì Phó Giáo sư có thể cho biết là chất lượng không khí cũng như là cái sự thay đổi thất thường của nhiệt độ cũng như độ ẩm thì có ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của chúng ta? Chúng ta sống được vì có những cái hơi thở. Chúng ta thở ra, hít vào, đúng không ạ? Thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Chúng ta thiếu oxy, chúng ta không thể sống được. Và không khí sẽ là quyết định cho chúng ta cái việc đó. Ta cứ hình dung là ô nhiễm không khí chỉ ảnh hưởng đến phổi thôi, nhưng không phải. Phổi là một cái cơ quan để tiếp nhận oxy và thải CO2. Khi mà ô nhiễm không khí, rồi nhiệt độ, rồi độ ẩm đều có thể tác động trực tiếp đến phổi. Và qua đó thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chúng ta. Dạ vâng ạ. Thông thường cái mùa ô nhiễm không khí thì thường kéo dài cho từ tháng 10 cho đến tháng 3 của năm sau. Và trong giai đoạn này thì với cá nhân ông thì ông thấy lượng bệnh nhân đến thăm khám tại Bệnh viện Phổi Trung ương thì có xu hướng tăng hay không? Và những cái bệnh lý nào mà bệnh nhân hay mắc phải ạ? Thực chất là Bệnh viện Phổi Trung ương là bệnh viện đầu ngành. Cho nên là những bệnh nhân mà đến với Phổi Trung ương thì nó ít phụ thuộc vào mùa nhiều. Nhưng mà khi mà thay đổi thời tiết, rồi ô nhiễm không khí thì rõ ràng nó sẽ làm tăng cái số người phải đi khám. Tôi lấy ví dụ như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, những cái dịp mà thay đổi thời tiết, chuyển mùa, rồi ô nhiễm không khí này, những cái bụi hít vào có thể tác động đến để tạo ra những cái đợt kịch phát. Những cái đợt kịch phát đấy là nhẹ thì chúng ta phải thay đổi thuốc, nhưng nặng nó vẫn phải vào viện. Ở đấy thì cũng là một cái điển hình những cái bệnh mãn tính hay là bệnh hen chẳng hạn, bệnh viêm mũi dị ứng, những cái bệnh liên quan đến trực tiếp với phổi. Thì ngoài ra thì còn có những cái bệnh khác cũng liên quan đến thời tiết, tôi lấy ví dụ như là viêm khớp dạng thấp. Thế rồi những cái bệnh lý về những cái bệnh mãn tính khác nữa đều có thể ảnh hưởng. Và đối với Bệnh viện Phổi Trung ương thì chúng tôi thường tiếp nhận những bệnh nhân nặng hơn. Cho nên là cái này nó sẽ ảnh hưởng nhiều nhất ở những cái tuyến mà ví dụ là tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh, bệnh nhân sẽ gặp nhiều hơn. Đương nhiên là đối với Bệnh viện Phổi Trung ương thì chúng tôi cũng tiếp nhận vào những cái dịp chuyển mùa thì những bệnh lý phổi mãn tính đấy cũng tăng lên. Vâng ạ. Vậy thì với khoảng thời gian nửa tháng trở lại đây, chúng tôi thấy rằng là có rất là nhiều người gặp phải cái tình trạng là ho nhiều, ho khan hoặc là cái tình trạng ho kéo dài nhưng mà không đỡ. Liệu đây có phải là do cái sự ảnh hưởng của chất lượng không khí tới sức khỏe của người bệnh hay không? Cái này chính xác là do ảnh hưởng của ô nhiễm không khí. Chúng ta nhìn thấy rằng là trên các cái biểu đồ mà đo những cái chỉ số ô nhiễm không khí thì đúng là đáng ngại. Ví dụ Hà Nội là xếp thứ 3 trên thế giới về ô nhiễm không khí thì thực sự là đáng ngại. Và điều đó nó tác động trực tiếp vào cơ quan hô hấp. Cơ quan hô hấp là bắt đầu từ mũi cho đến các cái vùng xoang, rồi những cái niêm mạc vào họng, rồi đến phổi, chứ không phải chỉ đơn thuần chỉ có phổi. Và những cái biểu hiện mà ho mãn tính, đôi khi là dùng thuốc nó cũng không đỡ, rồi cũng kéo dài, thì rõ ràng đấy là một cái sự ảnh hưởng rất lớn của ô nhiễm không khí. Và cơ thể mình phản ứng với động tác ho đấy, chính là động tác bảo vệ. Tức là khi hít phải những các cái khói bụi rồi các cái vật thể vào trong phổi thì chúng ta phải có một cái phản xạ ho để đẩy những các cái chất đó ra ngoài. Nhưng mà không phải rằng là có thể đẩy hết được. Nếu đặc biệt là những cái hạt bụi mịn thì nó sẽ nguy hiểm hơn. Và điều đó thì rất có thể là một cái viêm mũi dị ứng, những người mà có những cái cơ địa dị ứng sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Và có những người thì không phải cơ địa dị ứng nhưng mà cái phản ứng quá mức, hoặc là vào những cái vùng ô nhiễm nặng thì chúng ta cũng có những biểu hiện như vậy. Ví dụ đi làm chẳng hạn, chúng ta bị ảnh hưởng của không khí trong lúc về, nếu môi trường của chúng ta tốt nhưng hôm sau lại đi làm, như vậy chúng ta sẽ bị tác động thường xuyên bởi những ô nhiễm không khí, thì đấy cũng chỉ là một cái biểu hiện mà ho mà không dứt được.
Vâng ạ, ông có chia sẻ là bệnh viện Phổi Trung ương thì cũng là bệnh viện tuyến cuối và tiếp nhận rất là nhiều những cái ca bệnh nặng. Vậy thì trong cái khoảng thời gian gần đây thì ông thấy là độ tuổi của bệnh nhân khi mà đến với bệnh viện có xu hướng trẻ hóa hay không? Việc trẻ hóa thì nó phụ thuộc rất nhiều bệnh. Tôi lấy ví dụ như là bệnh ung thư phổi. Ung thư phổi thì hiện nay là có xu hướng trẻ hóa. Thế còn đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính chẳng hạn thì phụ thuộc nhiều nhất vào thuốc lá. Và đương nhiên là có thể có ảnh hưởng bởi những ô nhiễm không khí. Ô nhiễm không khí đây thì tôi muốn nói rằng nó có rất nhiều nguồn khác nhau. Trong đó là nguồn tự nhiên, những nguồn cho chúng ta nhân tạo. Tự nhiên chẳng hạn như núi lửa hay là cháy rừng, nhưng mà đặc biệt là nhân tạo. Và thậm chí chúng ta tự ô nhiễm cái không khí của mình. Ví dụ hút thuốc lá đấy cũng là một cái sự ô nhiễm. Nhưng mà chúng ta muốn nói nhiều hơn cái ô nhiễm mà một cái lượng không khí lớn mà chúng ta dùng chung đây. Thì rõ ràng là cái đó nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Ung thư phổi là có xuống trẻ hóa. Vâng. Nhưng mà những cái bệnh nhân khác thì cái tuổi nó cũng chưa có gì thay đổi nhiều. Vâng ạ. Chúng tôi cũng có chia sẻ là hiện nay thì theo những cái ứng dụng đo về cái mức độ ô nhiễm không khí thì Hà Nội đang nằm trong top 3 những cái thành phố lớn ô nhiễm nhất trên thế giới. Vậy khi mà chỉ số ô nhiễm ở Hà Nội ở mức nguy hại như vậy thì người dân chúng ta cần phải có những cái biện pháp như thế nào để bảo vệ sức khỏe cho chính mình ạ? Bảo vệ sức khỏe chính mình thì chúng ta thông thường là chúng ta đi ra đường phải đeo khẩu trang. Và nếu như chúng ta không cần phải ra đường thì cũng đừng làm cho đường nó đông hơn lên. Thế rồi ngay cả cái động tác ví dụ như là chúng ta đi ra tập thể dục buổi sáng chẳng hạn, với những ô nhiễm không khí mà chúng ta nhìn thấy những hình ảnh trên cầu Nhật Tân mà chúng ta không nhìn thấy tất cả cái cột vào lúc 6 giờ sáng. Thông thường 6 giờ sáng thì nó sáng lắm rồi. Thế thì đấy cũng là những cái biểu hiện mà chúng ta nên tránh cái việc mà chúng ta có thể ra được, kể cả tập thể dục. Thế còn điểm thứ hai là chúng ta phải tạo một cái màu xanh, tạo những cái cây xanh nó sẽ lọc không khí giúp cho chúng ta. Ở trong nhà cũng tương tự như thế, chúng ta cho có thêm những cái cây xanh ở trong nhà. Và nếu một cái biện pháp nữa chẳng hạn là chúng ta đầu tư những cái máy lọc không khí. Nhưng tất cả những chỗ đó là mang chất thụ động. Cái mà chúng tôi muốn đề nghị, mà muốn mong muốn đấy chính là phải chủ động để làm khống chế, kiểm soát được cái ô nhiễm không khí. Ô nhiễm không khí của Hà Nội thì tôi có lẽ là chúng ta đã xây dựng rất nhiều những khu công nghiệp. Có thể là nội thành đã bớt đi rồi, nhưng mà xung quanh Hà Nội thì những khu công nghiệp cũng rất là lớn. Những cái công nghệ của chúng ta phải cải tiến. Công nghệ chúng ta phải sử dụng những công nghệ mà ít ô nhiễm nhất. Thế rồi kể cả những công trình xây dựng thì chúng ta cũng đang khuyến khích làm sao những công trình xây dựng xanh. Thế nào là xanh? Tức là chúng ta phải giảm thiểu tối thiểu những cái nguồn năng lượng chúng ta cần thiết, bởi vì tất cả những nguồn năng lượng mà nhân tạo đều tạo ra những cái sự ô nhiễm. Thì cái việc mà khống chế từ nguồn những cái ô nhiễm không khí đó là một cái điều hết sức là cần thiết. Và một trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng là cũng khó làm đấy chính là quy hoạch. Quy hoạch về xây dựng, quy hoạch về khu công nghiệp, quy hoạch về những làm thế nào để cái sự ô nhiễm không khí chúng ta có thể kiểm soát được. Vâng ạ. Đó là những người lao động bình thường hoặc là trong cộng đồng, mà những người mà làm ở cơ quan sở mỏ mà chúng ta không phải đi ra ngoài đường tiếp xúc trực tiếp với những cái sự ô nhiễm không khí là bụi mịn. Thế với những người lao động hay là những người công nhân mà làm ở trong những cái môi trường đặc thù mà trực tiếp phải tiếp xúc với ô nhiễm không khí thì họ cần phải có những cái biện pháp như thế nào để bảo vệ được chính mình ạ? Cái đó thì có một số những cái nghề nghiệp mà cũng tạo ra những bệnh nghề nghiệp. Và những cái bệnh đó thông thường người ta gọi là bệnh bụi phổi. Có nghĩa là những cái bụi mà tích lũy vào trong cái cơ thể của chúng ta. Ví dụ như bệnh bụi silic chẳng hạn, là silicosis. Thế thì tại sao lại có những cái bệnh như thế? Là trong những môi trường thường xuyên tiếp xúc trên cái ô nhiễm không khí, những cái hạt lớn trên 5 micromet ấy, thì cơ thể chúng ta có thể là khống chế được. Ví dụ như là qua mũi thì chúng ta có hệ thống bảo vệ, rồi qua một cái lớp xoang, rồi qua các cái hệ thống niêm mạc, kể cả những phế quản lớn. Chúng ta có những cái hệ thống lông chuyển để chúng ta có thể đẩy động tác ho, ví dụ như thế. Đấy chính là cái động tác để phản xạ bảo vệ. Chúng ta đẩy ra những cái hạt. Khi mà chúng ta vào những cái vùng than ấy, là chúng ta thấy rằng khi khạc cái đờm mới ra là có màu đen, là chính là cái hệ thống lông chuyển. Thế nhưng mà những cái bụi mà chúng ta gọi là bụi mịn ấy, là dưới 5 micromet, đặc biệt là những cái bụi mà chúng ta nói rằng là PM2.5 ấy, là nó rất nhỏ. Nó đi sâu vào trong phế nang, và trong phế nang đấy thì chúng ta không có thể đào thải ra được. Do vậy mà kể cả hút thuốc lá hay là vào những cái khu vực đó là sẽ hết sức là nguy hiểm. Thế làm thế nào để tránh cái việc đó? Thì tất cả những khu đấy đều được cảnh báo. Về y học người ta cũng cảnh báo.
Chẳng hạn như có một số chỗ người ta sử dụng những khẩu trang đặc biệt, những khẩu trang để có thể khống chế được, có thể làm cái độ ẩm nó như thế nào đó để làm sao đảm bảo cái vệ sinh môi trường. Và thời gian tiếp xúc cũng rất là quan trọng, cho nên là có những cái độ tuổi nhất định là thời gian tiếp xúc thôi. Còn khi nào mà chúng ta thấy nó bị ảnh hưởng rồi, có những người thì ảnh hưởng sẽ sớm hơn, có những người ảnh hưởng muộn hơn, nhưng mà khi thường xuyên được theo dõi sức khỏe và có những cái biện pháp để phòng chống chỗ đó thì những người như thế sẽ làm trong một thời gian ngắn thôi. Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung ạ. Có thể nói là bụi mịn PM2.5 thì có trong không khí thì ô nhiễm khiến cho cuộc sống của chúng ta ô nhiễm rất là nhiều. Và đây cũng là một trong những cái sát thủ thầm lặng xâm nhập vào cơ thể của chúng ta mỗi ngày. Xin cảm ơn những thông tin từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, cũng giúp cho khán giả và người dân chúng ta không nên lơ là chủ quan, và thực tế là cần phải có những cái biện pháp để có thể bảo vệ và phòng vệ cho chúng ta mỗi ngày. Xin cảm ơn ông. Và thưa quý vị và các bạn, với nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.